Xin giới thiệu với khách hàng ha, đây là cái máy khoan từ, còn gọi là máy khoan đế từ, model là BB100E, thương hiệu Bobo, xuất xứ Anh Quốc. Thì cái máy khoan này nó có hai cái chức năng, nó là khoan sắn và khoan khoét. Mỗi khoan sắn thì cái BB100E thì có khả năng khoan sắn từ 3 ly cho tới 32 ml là maximum. Còn cái khoan khoét là từ 12 cho tới 100, 4 cấp số cơ. Đây, 2 cấp, bên kia 2 cấp. Thì máy khoan từ BB100E này thì nó có công suất là 1.750W. Sử dụng động cơ của Evantop Đức, 4 cấp tốc độ, hành trình khoan lớn nhất á, cục chính á, là 260 ml. Thì đây là một cái máy chuẩn, nó sẽ gồm những cái phụ kiện giống như thế này. Đó là máy, nắm che phôi an toàn, hướng dẫn sử dụng, đầu cặp giao cắt, gọi là đầu cặp mũi phân từ MT3, kẹp mũi từ 12 đến 64 ml, dầu bảo dưỡng, dây đai an toàn, chốt định tâm đây, ba tay quay, tay kéo con, đục chát. Thì bình nước làm mát này mình khi mà giao khách hàng mình sẽ tự chế mình cho khách hàng. Quy chuẩn của nhà máy thì nó không có. Thì máy phân từ BB100E này có lực giữ của đế từ là 2.000 kg, tương đương 2 tấn. Đó là thuộc về máy phân từ hạng nặng. Thì máy khoan từ BB100E được phân phối chính hãng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp nguyên thiết bị toàn cầu tại Việt Nam. Thì này máy được bảo hành 12 tháng. Thì giá thành của một cái máy BB100E như thế này á, nó cũng tầm khoảng 35 triệu chưa hết. 35 36 triệu chưa hết. Còn đây là cái máy mình chuẩn bị giao cho một khách hàng ở Hà Nội, thì họ có khách hàng có mua thêm một cái đầu kẹp mũi khoan sắn nè, dành cho những cái mũi nào khoan lỗ khoan mà dưới phi 12. Rồi này kẹp mình phải sử dụng mũi khoan trụ từ 3 ly đến 16 ly. Đây khách hàng mua thêm. Cái máy này mình cũng đang soạn hàng ha, giao cho chuẩn bị giao cho khách ở Hà Nội. Mình sẽ là sẵn tiện để mình làm cái clip luôn. Thì mọi thông tin chi tiết về mua máy phân từ BB100E này, tôi quý khách có thể liên hệ là số điện thoại là 0975 157 412, nút đế từ, cầu chì, đèn báo hiệu, thì nút khởi động motor, tắt motor.